Tất cả mọi người, thì hôm nay tôi sẽ nói về cái phát hiện và xử trí biến chứng sau can thiệp mạch vành. Và mọi người ở đây thì đã từng ngủ mê chưa? Và có cơn ác mộng chưa? Thì trong lúc ác mộng chúng ta rất là sợ đúng không? Và chỉ muốn là tỉnh khỏi cơn ác mộng đấy. Và khi chúng ta tỉnh dậy, chúng ta vã mồ hôi ra và ta nghĩ rằng may quá đấy là ác mộng. Thì đối với cả bác sĩ can thiệp chúng tôi thì đối với biến chứng cũng là một cơn ác mộng. Và khi gặp ác mộng đấy thì chúng ta có sợ không ạ? Đương nhiên là sợ rồi đúng không? Và người ta hỏi bác sĩ mà có kinh nghiệm thì là bác sĩ gì? Bác sĩ có kinh nghiệm thì có thầy Võ Thanh Nhân trong miền Nam có một câu rất hay là gì? Bác sĩ mà có kinh nghiệm tức là có rất nhiều trải nghiệm kinh hoàng. Đơn giản đấy thôi. Và chúng ta có rất nhiều trải nghiệm và những trải nghiệm đấy là mang lại nỗi kinh hoàng cho chúng ta. Thì tại sao chúng ta gặp kinh hoàng như thế? Là chúng ta gặp biến chứng. Thì bây giờ chúng ta hôm nay chúng ta sẽ nói về các biến chứng trong tim mạch can thiệp, đặc biệt sau can thiệp mạch vành. Thì cái tỷ lệ biến chứng sau khi thông tin mạch chuyển vành này thống kê của Hội Tim Mạch nhà Mỹ năm 1990 thực hiện trên hơn 59.000 bệnh nhân. Thì cái tỷ lệ tử vong trong quá trình thông tin mạch chuyển vành khoảng cái tỷ lệ là khoảng 0,11%, nhồi máu cơ tim là 0,05%, tai biến mạch não là 0,07%, một số các rối loạn khác như là rối loạn nhịp liên quan đến vấn đề mạch máu vỡ thành tim, nói chung là tỷ lệ sản xuất xỉ 1,7%. Một thống kê khác của Hội Tim Mạch can thiệp châu Âu năm 2016 thì thấy rằng là cái tỷ lệ mà tử vong trong vòng một tháng sau khi can thiệp khoảng tầm 0,6%. Còn tỷ lệ tử vong ngay trong cái lab mà chúng ta tiến hành thì là 0,047%, đột quỵ là 0,29%, vỡ thành tim là 0,29%, hoặc là bị nhồi máu cơ tim 0,74%, một số cái khác. Và tỷ lệ nói chung là 3,36%. Thì theo thống kê chung hiện nay thì cái tỷ lệ biến chứng mà khi chúng ta tiến hành can thiệp khoảng từ 1-5%. Tức là tỷ lệ đấy có nhiều không ạ? Cũng rất là ít thôi đúng không ạ? Nhưng mà khi đã xảy ra thì thường gây một cái choáng váng cho bác sĩ can thiệp và thậm chí cho bệnh nhân. Thì chúng ta phải hiểu vấn đề có những biến chứng gì. Và điều rất quan trọng nữa là các bác sĩ can thiệp cũng như bác sĩ hồi sức chúng ta phải hết sức bình tĩnh. Là khi gặp vấn đề có biến chứng thì chúng ta phải phát hiện ra sớm và có trình tự để xử lý một cách hợp lý. Và nhiều khi chúng ta vẫn cứu được bệnh nhân một cách nhất toạn mục. Và đây là cái thống kê của SKI, Hội Tim Mạch nhà Mỹ, từ năm 1995 đến năm 2000. Họ thực hiện trên xấp xỉ 5.800 bệnh nhân được tiến hành can thiệp. Thì cái tỷ lệ số lượng bệnh nhân phải phẫu thuật cầu nối chủ vành cũng khá là ít thôi, là 0,7%, đã có 41 bệnh nhân. Thì sau đó một số trường hợp ví dụ như là các thành mạch chủ, trường hợp stent nó không đặt không đúng vị trí, nó bị trôi đi, và trường hợp vỡ mạch, hoặc là cái oai nó bị gây thủng mạch, và trong một số trường hợp khác nó gây huyết khối thì chúng ta phải phẫu thuật cầu nối chủ vành cấp cứu. Và chúng ta nhìn cái đường biểu diễn đây, thế là cái tỷ lệ biến cố mà chúng ta phải làm phẫu thuật cầu nối chủ vành cấp cứu từ năm 79 đến năm 2003. Thấy xu hướng là sao? Càng ngày nó càng giảm dần đấy. Thế là gì? Chúng ta kỹ thuật chúng ta càng phát triển hơn, có các dụng cụ mới hơn và cái nguy cơ biến cố càng thấp hơn. Thì trước đây cách đây khoảng năm 1995-96 cái thời mà chúng tôi tiến hành can thiệp thì chúng ta thường phải dùng đi qua đường mạch đùi và dùng cái guiding rất là lớn, hồi đấy là guiding có 1,8m, chứ bây giờ chúng ta có thể dùng guiding 6m. Thậm chí có một số bác sĩ ở bên Nhật chẳng hạn, họ dùng dụng cụ bằng guiding 5m mà ta vẫn tiến hành can thiệp được. Vì sao? Chúng ta hiện nay đã dùng có những cái dụng cụ rất là nhỏ, guide wire, móng stent, cái profile rất là bé, và do đó chúng ta chỉ cần dùng guiding nhỏ thôi. Thì guiding mà càng nhỏ thì nguy cơ biến cố hoặc là cái chấn thương gây tách thành nó càng nhỏ đi. Thì do vậy cái biến cố mà chúng ta bắt buộc phải can thiệp phẫu thuật cấu trúc và những cái xu hướng càng ngày nó càng giảm đi do cái learning curve, do kỹ thuật chúng ta phát triển hơn, do cái dụng cụ chúng ta cũng cải tiến hơn. Và các bạn biến chứng liên quan đến các thiết bị vành, chúng ta có biến chứng gì thì các bạn cần nắm rõ là có 3 loại biến chứng chính chúng ta cần chú ý. Đó là biến chứng liên quan đến vấn đề động mạch vành mà chúng ta tiến hành can thiệp ở đấy. Đó nhất là tách thành động mạch vành. Tách thành động mạch vành đấy có thể do chúng ta dùng dụng cụ dùng bó stent nó nong lên, hoặc là do bản thân bác sĩ chúng ta làm gây ra, người ta gọi là iatrogenic, tức là do bản thân bác sĩ gây ra. Nếu chúng ta lái cái guiding nó vào sâu quá gây tách thành động mạch chủ luôn, là tách cái chỗ cái lỗ vào động mạch vành ở bên thân trung hoặc là lỗ vào động mạch phải. Đặc biệt nếu các bạn dùng cái guiding và bằng ampla là cái độ gốc, độ khớp của nó khá là chắc chắn để có tác dụng, nó support cho chúng ta được dụng cụ rất tốt. Nhưng bên cạnh đó thì cái biến cố xảy ra là có gây tách thành cái lỗ của động mạch chủ, động mạch thân trung của mạch trái hoặc lỗ của mạch phải. Biến chứng thứ hai nữa là tắc mạch cấp.
là gây tình trạng gì, chúng ta đã bị anh can thiệp nóng bóng lên, người ta không có dòng chảy gì cả, gọi là no reflow. Hoặc là biến chứng do vỡ vần vành, vỡ vần vành thì rất là nhiều nguyên nhân, có thể do chúng ta đưa cái dây dẫn qua đoạn xa, đặc biệt chúng ta dùng cái dây dẫn ngậm nước ở trong can thiệp chỉ tiêu chẳng hạn, có thể xuyên từ trong lòng thật ra lòng giả xuyên ra ngoài luôn, và chúng ta dùng cái stent có dùng có lực cao nong lên, đặc biệt cỡ mạch, chỗ mạch mà gấp hoặc là chỗ vôi có thể gây tình trạng vỡ mạch ngay tức khắc, là những biến chứng có thể xảy ra. Có biến chứng do stent, ví dụ chúng ta đưa stent mà rất khó khăn ra mạch gấp mạch vôi chẳng hạn, chúng ta gây rơi stent hoặc là gãy stent, gãy stent, hoặc là trong trường hợp là chúng ta sau khi đặt stent xong phải tạo tình trạng huyết khối cấp trong stent luôn. Còn những biến cố nữa là tắc mạch đoạn xa. Tắc mạch đoạn xa có thể do gì, chúng ta có thể nong bóng, nó gây tình trạng là mạch xưa vỡ ra, nó gây một hiện tượng trôi đi, hoặc là huyết khối trong trường hợp chúng ta can thiệp được mạch thoáng thi đầu ấy, huyết khối rất là nhiều, chúng ta nong bóng ra huyết khối có thể trôi đoạn xa, hoặc là thậm chí chúng ta có thể rơi các dụng cụ, ví dụ như là stent chúng ta bị trôi ra xa, hoặc là một số dụng cụ khác mà tôi sẽ đề cập đến sau. Còn biến chứng mạch máu thì biến chứng thường gặp nhất là tại cái vị trí vết chọc, cho nên chúng ta được mạch máu chẳng hạn, thì chúng ta nếu chúng ta ép không cẩn thận có thể gây tụ máu hematom, và tụ máu tại vị trí vết chọc, thậm chí nó chảy máu tại vị trí ngay sau phúc mạc và gây biến cố mất máu cấp. Còn những biến cố khác ví dụ như tạo thành lâu dài có thể gây fistin động tĩnh mạch, là chúng ta xuyên từ động mạch sang tĩnh mạch, sau một thời gian nó tạo thành một cái fistin thông dưới động tĩnh mạch, thì chúng ta sẽ sờ sẽ thấy một cái khối dung mưu tại động mạch đùi chúng ta chọc ấy, và làm xương xuất hiện rất là rõ ràng. Vị trí khác nữa chúng ta có thể gặp nữa liên quan đến vấn đề thủ sau thủ thuật là cái bệnh thận gia súc cận quang, và cái này đặc biệt là hay gặp ở những đối tượng bệnh nhân đã có suy thận tiền đàn từ trước rồi. Và biến chứng liên quan đến đột quỵ, đột quỵ này có thể xảy ra là có hai dạng đột quỵ nhồi máu và đột quỵ xuất huyết, thì đều liên quan đến chúng ta trong quá trình thủ thuật, ví dụ như chúng ta lái guiding đưa dụng cụ vào có thể gây cong chóc cái mạc xưa vữa tại cái thành động mạch chủ, có thể gây bắn lên trên não, gây tắc mạch não để đột quỵ tắc mạch. Hoặc là trong trường hợp là bệnh nhân có huyết khối, chúng ta dùng dụng cụ huyết khối mà chúng ta hút thì ra đấy, nhưng mà một mảnh huyết khối nó bắn lên trên não chẳng hạn, thì gây một cái emboli cũng gây tình trạng nhồi máu. Có trong trường hợp nữa là dùng đột quỵ xuất huyết, trường hợp ra trường hợp gì, ví dụ chúng ta dùng chống đông quá tích cực chẳng hạn, đặc biệt là những bệnh nhân nguy cơ cao dùng chống đông có liều quá cao có thể gây tình trạng xuất huyết. Đây có số biến chứng rối loạn nhịp, thì nếu các bạn tiến hành can thiệp đặc biệt là những bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim, đặc biệt thấy dưới này, thì chuyện tái tư máu thì tình trạng rối loạn nhịp quá nặng nề, thậm chí những bệnh nhân có dùng thất thì nhanh thất ngay trên bàn. Còn tình trạng nhiễm trùng có thể do chúng ta không cẩn thận biết trọng, chúng ta không sát trùng tốt hoặc là dù không dùng kháng sinh dự phòng. Còn cái phơi nhiễm tia thì thường gặp ở những bệnh nhân mà can thiệp CPO là can thiệp tắc mãn tính, là thời gian làm quá lâu, có những trường hợp có những ca mà tôi làm cực kỳ khó khoảng 4-5 tiếng, thì cái thời gian riêng thời gian chiếu tia khoảng từ 90 đến 120 phút, thì đấy là phơi nhiễm tia cho bệnh nhân và cho bản thân bác sĩ. Đấy là những cái biến chứng có liên quan đến vấn đề can thiệp. Nếu mà tôi đưa một cái overview chung cho các anh chị các bạn nhìn rõ cái biến chứng, và chúng ta sẽ đi từng biến chứng và có phân tích và từng bước xử trí. Và khi chúng ta phát hiện biến chứng thì điều quan trọng nhất là gì? Bao giờ chúng ta phải có gì? Phải phòng ngừa biến chứng trước. Tức là đối với cả những ca này chúng ta sẽ phải làm thế nào để phòng ngừa được biến chứng xảy ra? Bằng cách gì? Chúng ta phải đánh giá tốt cơ mạch vành, chọn dụng cụ phù hợp. Và bao giờ trong đầu cũng nghĩ rằng nếu nó biến chứng xảy ra thì chúng ta phải xử lý sao? Phải chẩn đoán ra cái biến chứng ngay tức khắc. Nhưng ví dụ có tác thể mạch chủ chúng ta phát hiện thế nào? Ta nhìn ngay trên phim chụp X quang, chụp màn hình trang sáng, ta chụp thì thấy có hiện tượng gì? Có lòng thật lòng giả. Và trong trường hợp có no reflow dòng chảy chậm, hoặc là trường hợp bị vỡ thành mạch chủ vỡ mạch vành chẳng hạn, chúng ta bơm thuốc cận quang thấy hiện tượng thuốc cận quang ngấm trong thành mạch đi qua các hang tụ do bên trong. Đấy là những cái ta chẩn đoán sớm. Và khi chẩn đoán rồi thì chúng ta sẽ tìm cách để xử lý. Và điều quan trọng nhất chúng ta phải xử lý kịp thời và nhanh. Nhanh nhưng mà không được quá vội. Vì nhiều khi chúng ta vội nó có thể dẫn đến những cái không làm tốt cho bệnh nhân, thậm chí làm xấu cho bệnh nhân nếu chúng ta xử trí không đúng. Và biến chứng liên quan thứ nhất là liên quan đến vấn đề về thiếu máu cơ tim. Thì thường thiếu máu cơ tim thì do hai cái biến cố xảy ra. Thứ nhất là nó bị tắc mạch, thứ hai là do nó bị trôi ra, nó gây tắc mạch đoạn xa. Thì nó gây ra biến cố gì? Nó gây tình trạng là gây nhiều máu cơ tim, gây một cái rối loạn chức năng thất trái, cấp máu, thiếu máu cấp tính. Và nhiều trường hợp chúng ta phải làm phẫu thuật cầu nối chủ vành, hoặc thậm chí bệnh nhân có thể tử vong ngay tức khắc nếu chúng ta không xử lý kịp thời. Và những nguyên nhân gì mà có thể dẫn đến trong trường hợp mà chúng ta có thể gây cái biến chứng thiếu máu cấp tính như vậy? Thứ nhất là do cái mạc xưa vỡ ra, và khi chúng ta nong bóng thì bản chất của nong bóng là gì?
lạc mạch đang hẹp đây, chúng ta nâng máu lên thì tạo một cái tình trạng gì, mạch sẽ vỡ ra. Và trên cơ sở mạch vỡ ra như thế, nếu chúng ta không chuẩn bị thuốc chống đông tốt, chẳng lý do đấy, chúng ta chỉ cần quên heparin thôi chẳng hạn, chúng ta can thiệp đặc biệt để cho quên heparin, thì chúng ta chỉ nâng bóng thôi, thì khi nâng bóng ra vỡ ra thì nó kích hoạt hệ thống tiểu cầu cực kỳ mạnh và hình thành của huyết khối ngay. Và nếu chúng ta không chống đông trước tốt, không dùng các thuốc chống tiểu cầu tốt, thì nâng bóng sau chúng ta có thể gây tắc mạch ngay tức khắc. Do vậy khi mà chúng ta tiến hành can thiệp, vấn đề chuẩn bị thuốc rất quan trọng. Đó, chúng ta phải cho các thuốc chống tiểu cầu trước ít nhất là 2 ngày nếu can thiệp có chương trình. Còn nếu mà cấp tính thì chúng ta nên có lại thuốc có tác dụng hiệu lực nhanh, ví dụ như ticagrelor chẳng hạn, kết hợp với aspirin liều cao. Đấy. Và điều quan trọng nhất là đối với bác sĩ can thiệp là không được quên heparin. Và trước đây chúng tôi cũng có dùng cái heparin trường hợp thấp ấy. Thì trong quá trình can thiệp thì cũng có khắp một số trường hợp là mặc dù chúng ta cho heparin trường hợp thấp rồi mà vẫn có tình trạng tắc mạch cấp ngay tức khắc. Là sau khi đưa dây dẫn vào thôi đã thấy huyết khối ngay trong mạch. Do vậy thì hiện nay vẫn dùng heparin không phân đoạn trong quá trình can thiệp. Cái gì nữa là khi chúng ta đưa gai đinh vào hoặc là đưa dây dẫn vào cái chỗ tổn thương, mà đưa gai đinh, đặc biệt đưa gai đinh vào, nó gây tình trạng tách thành động mạch, lỗ động mạch vành, thì có thể gây tình trạng tắc mạch ngay tức khắc. Và khi chúng ta dùng bóng áp lực quá cao, ta dùng bóng thường chúng ta băng bơm quá cao chẳng hạn, có thể gây vỡ bóng. Và khi vỡ bóng ra thì nó gây tình trạng tách hơn cái động mạch tại vị trí mà bóng vừa nong, thì nó kích hoạt hệ thống tiểu cầu và gây tắc mạch ngay. Và đây là một hình ảnh ví dụ trong trường hợp mà chúng ta sau khi, đây là cái tổn thương của động mạch ngũ này, hẹp, chúng ta nhìn thấy hẹp có khá là khít. Và khi chúng ta nong bóng đây, chúng ta thấy hiện tượng tách thành của mạch vành lan tỏa tiếp từ đoạn xa đoạn gần. Và rồi chúng ta xử trí một cách nào, nếu mà còn dây dẫn vẫn nằm trên này, ta nhanh chóng chúng ta đưa stent vào và bơm stent lên, thì stent có tác dụng gì, ép cái mảng sứ bị bắt này, nó sẽ nở rộng ra và lúc ấy thành mạch nó sẽ khôi phục lại, dòng chảy được khôi phục. Và đây là trường hợp thứ hai nữa là hiện tượng tách ngược, ta đây có tổn thương ở mạch ngũ và tách ngược ra lên thân trung. Đây là sau khi chúng ta tiến hành nong bóng đây, đặt stent, thì thấy hiện tượng gì, không có dòng chảy, đây có hiện tượng tách ngược từ cái động mạch ngũ lan lên cái thân trung. Và xử trí tốt nhất là gì, chúng ta có thể tiến hành làm stent nữa từ động mạch ngũ đến động mạch thân trung, và sau đó chúng ta dùng cái kỹ thuật, ví dụ kỹ thuật graft, kỹ thuật technique, kỹ thuật hoặc là kỹ thuật culot để đặt thêm stent nữa từ thân trung đến động mạch thân trước, để chúng ta khôi phục dòng chảy cả hai bên. Trong trường hợp mà nó tách ra là thân trung như thế, chúng ta phải bảo vệ cả hai nhánh. Còn trong trường hợp mà chúng ta không thể tiến hành được thì bắt buộc phải làm phẫu thuật cầu nối chủ vành cấp cứu thôi. Ở đây hình ảnh mà tôi đã nói, cái khi chúng ta dùng cái gai đinh Ambla, đây gai đinh Ambla thì nó có cái đầu nó móc ở trên này, thì nó tác dụng support cho chúng ta khi mà đưa dụng cụ qua khó khăn, ví dụ đoạn gập góc vôi hóa, thì cái này hỗ trợ khá là tốt. Nhưng điều rất quan trọng là khi chúng ta lái gai đinh này thì chúng ta lái phải rất cẩn thận. Thì gai đinh đó với gai đinh thông thường là gì, chúng ta càng rút ra thì nó càng đẩy vào, và càng đẩy vào là rút ra, đặt nó hơi ngược so với gai đinh thông thường. Vậy nếu các bạn quen lái gai đinh bằng GL hoặc là bằng EVU thì các bạn lái rất dễ, đưa vào trong chúng ta rút ra thì nó ra. Nhưng cái gai đinh này, nếu chúng ta không cẩn thận, nếu chúng ta lái mà chúng ta cố thì đưa nó ra, chúng ta đẩy nó vào, thì chúng ta lại càng cho cái hiện tượng cái gai đinh nó đâm thẳng vào trong cái thân trung đổi bên trái, và gây tình trạng tách ngay cái vị trí mà chúng cái đầu của gai đinh. Và đây là hình ảnh ví dụ minh họa đây, chúng ta dùng cái gai đinh, khi chúng ta đưa gai đinh vào sâu này và cái lỗ của đổi bên trái đây, và chúng ta gây một cái tách, chúng ta nhìn rõ chưa, có hai lòng, đây là cái lòng thật, đây là cái lòng giả đây. Đây là cái chỗ vị trí tách từ cái thân trung lan đến đoạn một động vật lý thế trước, thì chúng ta gái gai đinh vào gây tổn thương. Và đó chúng ta phải tiến hành, chúng ta đưa một cái dây dẫn vào là stent từ đoạn một lý thế trước phủ ra tận lỗ của thân trung, phủ được áp sát với để tránh cái hiện tượng cái mảnh nó bị tách ý, nó lan tiếp tục, thì chúng ta phải phủ hết cái tổn thương đấy. Và đây là hình ảnh ví dụ minh họa khác trong quá trình chúng ta tiến hành can thiệp. Đây cũng đưa gai đinh, đây là ta đưa một gai đinh là EBU thôi, tức là một loại gai đinh extra support đã đưa vào sâu trong mạch vành, và sau khi đưa vào trong chúng ta nhìn thấy đây, không thấy dòng chảy ở động mạch lý thế trước đâu, và thấy bắt đầu có hiện tượng tách ở đây. Và ta tiến hành làm IVERT, làm siêu âm cho lòng mạch, thì phát hiện chúng ta nhìn thấy đây, ta thấy rõ đây là cái lòng thật nhé, đây cái lòng giả đây, lòng giả nó rộng hơn cái lòng thật, và thấy hiện tượng gì, thành mạch nó tách ra, bắt đầu hình thành huyết khối ở chỗ vị trí này. Sau đó chúng ta phải khôi phục lại dòng chảy bằng cách đưa dây dẫn qua và đặt stent vào. Thì đây chúng ta dùng cái stent tự áp sát ấy. Đang nghe stentis, trước đây chúng tôi có vài giải về cái đấy, là stent tự áp sát thì nó sẽ theo cái đường kính của lòng mạch, nó sẽ áp sát nở rất là tốt. Thì họ dùng stent tự áp sát đấy để cho cái
và cái vị trí tối đa là áp sát càng tốt thì nó sẽ hạn chế được cái hiện tượng bị huyết khối, và sau này là dễ huyết khối trong và trong trường hợp có sự bất tương xứng giữa đoạn gần và đoạn xa thì người ta sẽ chọn stent từ áp sát này. Và điều lưu ý là khi các bạn tiến hành chụp mạch vành hoặc can thiệp thì chúng ta cần chú ý theo dõi cái đường áp lực. Thì đây đường áp lực khi chúng ta đưa vào động mạch chủ thì chúng ta nhìn rõ cái hai pha rất là rõ đây. Và khi cái đường áp lực đi vào sâu một chút nó gây chèn ép một phần thì có hiện tượng người ta gọi hiện tượng thất hóa. Hiện tượng thất hóa tức là gì? Áp lực ở đây nó sẽ đo áp lực. Mặc dù mạch vành đo áp lực của buồng thắt. Thì áp lực buồng thắt thì có hiện tượng là pha dương và pha âm. Mà chỉ cần dữ liệu sớm thôi chúng ta phát hiện rằng là cái gai đinh đã đi vào sâu đấy. Thì nếu chúng ta nhẹ nhàng rút cái đinh ra thì không sao. Còn nếu các bạn tiếp tục đẩy cái đinh vào sâu hơn nữa thì sẽ hiện tượng đàm, tức là gấp hoàn toàn với áp lực tụt. Và đây nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta chỉ cần kết thúc cản quang thôi thì độ gây một tiếng mạch ngay tức khắc. Do vậy khi nhẹ can thiệp, điều rất quan trọng là cần chúng ta theo dõi rất chặt chẽ cái áp lực trong cái màn hình monitoring. Và chú ý rất nhạy cảm là khi áp lực nó có thay đổi, đặc biệt là khi bắt đầu thất hóa rồi chúng ta cần lưu ý và chỉnh ngay cái đầu gai đinh ngay. Còn nếu hiện tượng áp lực bị đam rồi, tức là bị tụt rồi, chúng ta phải rút ngay cái đinh ra ngoài, vì chứng tỏ rằng cái gai đinh đã bịt kín hoàn toàn thành mạch và chúng ta có thể gây một tình trạng tách mạch hoặc là gây hiện tượng tách mạch hoặc gây tắc hoàn toàn cái động mạch vành mà chúng ta vừa đưa gai đinh vào. Và để phân biệt một cách rõ ràng hơn thì cái viện quốc gia về tim phổi và máu của Mỹ thì đưa ra là phân loại các tim khác nhau của tách thành. Họ phân loại được tip A, B, C, D, F đây. Thì chúng ta nhìn rõ cái hình phân loại đây. Thì tùy theo cái loại tip, ví dụ tip A và tip B tức là thách nhẹ thôi, thì những trường hợp này thì người ta khuyến cáo là có thể không cần can thiệp và chúng cần theo dõi. Còn bắt đầu từ tip C, D, F là chúng ta cần chú ý theo dõi. Và trường hợp nếu có biến cố chúng ta phải xử lý ngay. Và tip S là cái tip mà nó gây tình trạng là gây tắc mạch cấp, là sau khi cái tách mạch tách hành nó gây tắc mạch luôn, thì những trường hợp này chúng ta cần xử lý cấp cứu. Còn biến cố nữa như tôi đã nói là biến cố do bác sĩ can thiệp gây ra, gọi là iatrogenic đây, aortic dissection, tức là gì? Biến cố gây tách thành động mạch chủ do bác sĩ can thiệp đã gây ra. Và biến cố này có thể xảy ra nếu trong trường hợp chúng ta đưa gai đinh như tôi đã nói, đưa gai đinh cai te vào hoặc là chúng ta khi chúng ta lái thôi. Ví dụ các bạn lái đang lái để đưa từ cái đang ở cái gốc động mạch chủ lại đưa vào cái lỗ động mạch. Thì khi chúng ta lái chúng ta chú ý theo dõi các đường cong áp lực. Nếu trường hợp mà các bạn không để ý là đã bị áp lực rồi, những bạn vẫn dùng bơm cái thuốc cản quang và rèn thì nó đang tùy với thành chùm, nó không có áp lực, các bạn test được phải thì nó tạo được áp lực từ trong cái lòng trong cái cai tè, nó bơm vào cái mạch chủ thì nó gây xé luôn cái thành cái mạch chủ luôn, và lúc đấy chúng ta gây một cái gì tách thành cái mạch chủ do bác sĩ chúng ta gây ra. Đấy thì nó chia ra làm ba loại, loại một, loại hai, loại ba, thì nó thu thuộc vào cái vị trí của cái cây tách, ví dụ vị trí xuất hiện ở chỗ bắt đầu mạch vành thôi, thì loại 1 bắt đầu là lan từ tách ra cái đoạn đầu của mạch chủ, loại 2 có trường là lan ra tận quai rồi, loại 3 thì tùy theo từng tip chúng ta có hình ảnh xử lý khác nhau. Ví dụ những loại 1 thì thường như ít biến chứng, ít nguy hiểm gì cả, chúng ta có thể để yên theo dõi. Nhưng mà đầu từ loại 3 rồi, nếu có biến cố thì chúng ta phải chụp đi chụp MSCP ngay tức khắc để đánh giá rằng cái tách đấy nó có bắt đầu nguy hiểm chưa. Thì tách thành điểm chủ nó chuyển thành cái từ không có vấn đề chúng ta chuyển thành tách thành điểm chủ tiếp A, đúng không? Và tách thành điểm chủ tiếp A thì là rất là nguy hiểm, vì biến cố tử vong tăng lên mỗi 1 giờ là 80% nếu có tách thành điểm chủ tiếp A. Do vậy nếu phát hiện ra nó bắt đầu từ loại 2 đến 3 trở lên, chúng ta phải gửi bệnh nhân sau khi can thiệp, gửi bệnh nhân đi chụp MSCP để đánh giá xem mức độ tách như thế nào và có hướng xử trí. Và nếu xử trí tách rộng quá bắt gửi đến ngoại khoa để họ làm phẫu thuật. Ở đây là một số ảnh minh họa. Nếu tách được mạch chủ đây, tách chủ tiếp 1, loại 1 đây. Tức là nó chúng ta đưa một gai đinh ở đây, chúng ta test, ta thấy rằng nó tách ở đây, nó lan ra ngay cái vị trí mà cái lỗ phải. Và chúng ta có thể trong trường hợp như thế này chúng ta có thể xử trí đơn giản là gì? Chúng ta đặt một cái stent từ đoạn 1 bên phải mà chúng ta phủ hơi nhô ra ngoài một chút để chúng ta có thể cover được cái lỗ mạch phải, và sau đó dùng cái ca bơm để cho cái cái mạch vành sẽ áp sát vào lỗ thì nó hạn chế được cái tách, nó sẽ lan rộng ra. Và đây là một cái ví dụ bắt đầu lan đến tận loại 2 rồi. Và chúng ta thấy rằng cái tách tại cái vị trí lỗ này nó đang lan dần đến cái động mạch chủ lên. Và thấy bắt đầu có đọng thuốc rộng ra như thế, bạn cần lưu ý rằng chúng ta cần phải đi chụp MSCP và xem cái tình trạng lan rộng hay sao để kỹ thuật phẫu thuật để có tác dụng, người ta vừa làm cầu nối chủ vành lại, người ta sẽ thay đoạn vào chủ. Và nguy hiểm hơn nữa là tách những tách
khác mà chúng ta có thể đánh giá được đây là một cái tách tại mạch chủ. Và chúng ta sau khi chúng ta gây tách, chúng ta tiến hành đặt một stent thì tách đây chúng ta nhìn rõ từ hai lớp này. Đây là mạch chủ và đây là một lớp tách sâu ở trong này, ngay từ lỗ ngoài cánh phải. Và đây 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 siêu âm, chúng ta có thể nhìn rõ đây, đây là lòng mạch chủ và đây là chỗ đây. Trên siêu âm là đây siêu âm và thực quản nhìn khá là rõ. Và trong trường hợp này chúng ta có thể xử lý nếu mà nó lan không quá rộng, chúng ta chỉ cần đặt một cái stent. Ở lỗ bên cạnh chúng ta thấy hạn chế được cái entry point xung quanh. Tức là quan trọng nhất nếu cả tách thành là gì, chúng ta hạn chế được cái lỗ vào là entry point. Ta cố định là fix cái được mà nó không lan rộng ra thì sau thời gian theo dõi thì cái đó sẽ tự hình thành. Và đây một trường hợp nữa là cái trường hợp là tách thành được mạch chủ mà nó lan rộng trên. Chúng ta thấy lan rộng lên trên cả vị trí rộng đây. Và trường hợp này chúng ta phải bắt buộc phải phẫu thuật của lỗ chủ mạch để không dẫn đến nguy hiểm tính mạng của bệnh nhân. Một biến chứng thứ hai mà tôi nói là chứng liên quan đến tắc mạch, là hiện tượng tắc mạch cấp dẫn đến hiện tượng gì là không có dòng chảy mạch vành. Thì chúng ta nên nhìn một tí hình ảnh này đi, cái tổn thương mạch vành đây. Khi chúng ta có một cái cơ chế, ví dụ chúng ta đưa cái dụng cụ qua dùng bóng nong trong thì nó gây mình được cái nứt vỡ ở sơ vữa này. Và nứt vỡ ở sơ vữa này sẽ tạo thành huyết khối hình thành, tạo thành tắc mạch cấp và không có dòng chảy. Thì để cái phòng trường hợp này thì ví dụ người ta sẽ trước đây ví dụ như can thiệp ở cái cầu nối tĩnh mạch chẳng hạn thì người ta cũng khuyến cáo rằng là nếu dụ can thiệp tĩnh mạch thì cái tĩnh mạch cái cấu tạo của nó mà không giống như động mạch, cái mảng sơ vữa nó dễ nứt vỡ, rất dễ trôi ra, thì chúng ta sẽ dùng các dụng cụ bảo vệ từ xa, đã đưa dùng cái filter, cái bóng, cái bóng mà chúng ta vẫn sử dụng để chặn, mà chúng ta dùng để hút huyết khối, hoặc là cái filter để ngăn chặn là trường hợp chúng ta nong ra thì tạo thành cái mảng sơ vữa sẽ trôi ra đằng xa, thì cái filter đấy sẽ giữ lại không có thể tắc mạch đằng xa. Thì một số các nghiên cứu đã thấy rằng cũng ủng hộ đối trường hợp mà chúng ta dùng trong trường hợp mà tổn thương mạch vành nguyên thủy, hoặc là trường hợp mà phẫu thuật của lỗ chủ vành có dùng mảnh ghép tĩnh mạch hiền thì người ta sử dụng cái này cũng có hiệu quả giảm bớt được tỷ lệ biến cố nhiều máu cơ tim cũng như hiện tượng tắc mạch. Và đây một số hình ảnh người ta một số các nghiên cứu người ta dùng để ngăn ngừa hiện tượng gây tắc mạch cấp, người ta dùng các thuốc là dùng Plavix và Reopro, tức là một thuốc mà ức chế cụ thể 2D3A của tiểu cầu, thì kết hợp hai thuốc này thì nó giảm hạn chế được hiện tượng gây tắc mạch và như gây tổn thương cơ tim. Đây là một số những trường hợp đã dùng các thuốc ngay như Reopro như tôi đã nói để quan sát tình trạng sau khi sau và trước sau can thiệp để đánh giá tình trạng có bị thiếu máu cơ tim hay không. Và đây chúng ta dùng một số dụng cụ hoặc là bảo vệ từ xa để ngăn ngừa đánh giá qua cổng hở tử cơ tim để tác dụng bảo vệ cơ tim thông qua cơ chế chúng ta dùng các loại thuốc. Và đây tôi nói như một cái dụng cụ chúng ta dùng bóng đấy trong trường hợp mà chúng ta can thiệp bằng cái mảnh ghép tĩnh mạch hiền thì cái bóng này chúng ta đưa sang và bơm căng lên, sau đó chúng ta dùng một cái dụng cụ, một cái gọi là cái cateter là hút ở trước đầu quả bóng thì ta thấy là sau khi chúng ta hút đây thấy một loạt các mảng sơ vữa đã được hút ra. Thì dùng cái bóng này thì đối với trường hợp chúng ta can thiệp thì chúng ta sẽ giảm được xấp xỉ 42% các biến cố về tim mạch trong vòng 30 ngày so với trường hợp chúng ta không dùng cái dụng cụ, đặc biệt với can thiệp tổn thương ở đoạn ghép mạch hiền. Đấy là cái nghiên cứu của nghiên cứu Schaffer. Và để khi chúng ta phát hiện có sau khi chúng ta can thiệp chúng ta đặt stent nong bóng chúng ta thấy thiện không dòng chảy thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Thì để phòng ngừa người ta cũng khuyến cáo là gì? Trong trường hợp có nguy cơ cao thì chúng ta nên dùng các dụng cụ bảo vệ từ xa hoặc là dùng các thuốc ức chế cụ thể 2B3 của tiểu cầu để phòng ngừa những tình trạng tạo thành huyết khối. Còn trong trường hợp bệnh nhân lúc ấy huyết động khổ định nữa thì chúng ta bắt buộc phải dùng các dụng cụ hỗ trợ, ví dụ như là bóng nối xương máy chủ hoặc là ECMO, đây là những dụng cụ hỗ trợ. Còn nếu trường hợp đã bắt đầu có hiện tượng no reflow mà chúng ta nghi ngờ tạo thành huyết khối thì chúng ta phải dùng các dụng cụ đưa hút được khối vào để hút các trường hợp mà có thể gây tắc mạch. Và khi đã bắt đầu có no reflow thì chúng ta phải dùng các thuốc, và các thuốc đấy người ta khuyến cáo là gì? Dùng các thuốc ví dụ như là adenosine thì có tác dụng để giãn mạch ở ngoại vi, giãn mạch ở vi mạch để tác dụng này, tác dụng khôi phục dòng chảy. Còn trong trường hợp trong tay chúng ta không có adenosine thì chúng ta có thể dùng các thuốc như nitrat hoặc là các thuốc chạy kênh canxi. Cả trong tay chúng ta có gì, ví dụ như chúng ta có losen chẳng hạn, nicatepin chúng ta có thể dùng, hoặc là chúng ta dùng natri glyphosate là cái thuốc mà để trong trường hợp tách thành mạch chủ điều chỉnh huyết áp thì chúng ta có thể pha liều bơm trực tiếp mạch vành để hy vọng rằng có thể khai để khôi phục được dòng chảy.
thì chỉ còn no reflow. Có trường hợp lý hợp pháp tụt nữa thì sao? Nhã tụt thì chúng tôi thì học một số kinh nghiệm của bác sĩ Nhật thì họ dùng ngay cả adrenaline để trường hợp mà có no reflow mà trong tay chúng ta không có một thuốc gì cả, ví dụ không có adrenaline, không có loại thuốc gì để khắc phục thì chúng ta có dùng adrenaline liều thấp để cho trường hợp đấy nếu không có dòng chảy thì chúng tôi thấy có một số trường hợp thì khôi phục khá tốt. Và bên cạnh đó adrenaline có tác dụng làm cho huyết áp khôi phục lại tốt hơn. Và đây là cái khuyến cáo rồi đầy đầy nhất đồng thuận của các chuyên gia tim mạch 2018 thì đối với trường hợp mà tắc mạch cấp thì chúng ta phải xử trí như thế nào. Thì người ta chia ra một cách rất rõ rệt hai cái, tức là nếu đã biết rõ cơ chế tắc mạch thì chúng ta xử lý theo cơ chế. Ví dụ do cái nguyên nhân là do tách thành động mạch chẳng hạn thì chúng ta đặt thêm stent và chúng ta dùng bóng long trước ra và sau đó chúng ta đặt stent để vấn đề gì chúng ta khôi phục lại cái vị trí tắc mạch, có thể do khi chúng ta nóng bóng ra gây tắc thành động mạch và tạo thành một cục huyết khối ở đấy, chúng ta dùng stent để áp sát cái thành mạch lại và khôi phục ở dòng chảy. Còn nếu trong trường hợp mà hình thành huyết khối ở trong mạch vành thì sao? Thì tốt nhất là chúng ta phải bơm ngay trong mạch vành các thuốc ức chế tụ thể 2B3 tiểu cầu. Tại nếu chúng ta có Apixmat hoặc là Reopro, những thuốc hiện nay cũng khá là hiếm đúng không? Nếu trong tay các bạn có các thuốc đấy, chúng ta có thể tiêm trực tiếp vào mạch vành để tác dụng gì? Nó làm hạn chế hình thành của huyết khối. Và sau đó chúng ta có thể dùng các loại dụng cụ khác khác nhau để đưa huyết khối vào. Nên chúng ta vẫn dùng cái cateter để hút huyết khối và sau đó chúng ta đặt stent. Còn nếu không có nguyên nhân gì chúng ta thấy hiện tượng no reflow như thông thường thì chúng ta đã bắt phải gì? Tiêm mạch vành các loại thuốc giãn mạch như là adenosine, nitroglycerin hoặc nicardipine, verapamil. Đấy là trong tay chúng ta có loại gì chúng ta dùng loại đấy và chúng ta có thể hút được khối bằng dụng cụ, đưa cateter vào và hút được khối và chúng ta bơm qua cateter đấy, chúng ta bơm trực tiếp các thuốc giãn mạch vành vào thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Vì nếu khi có no reflow thì hầu như không có dòng chảy và chúng ta đưa cate vào tít đoạn xa như thế, ta bơm thuốc vào thế thuốc sẽ ngấm ở tận các vi mạch và nó sẽ gây giãn mạch vành tốt hơn. Có trong trường hợp mà chúng ta do chúng ta bơm khí vào trong mạch vành, cái này có gặp không ạ? Nếu ai đi can thiệp mạch vành chùi vành thì đấy là do lỗi của bác sĩ chúng ta rất là nhiều. Như chúng ta dùng thuốc cản quang, đặc biệt là khi chúng ta bơm xi lanh ấy, bơm hết cả cái ống xi lanh thì trong cái khoảng đấy bao giờ có một khoảng khí. Và khí như thế nó gây tình trạng gì? Tắc mạch cấp luôn, do khí, do bản thân chúng ta gây ra. Thì lúc đó chúng ta phải làm gì? Chúng ta vào trong nhân thở oxy và đưa cái cateter mà hút khối bơm vào, hút khối ra, thì hút cả cái khí ra, thì chúng ta mới khôi phục khỏi mạch được và do có thuốc giãn mạch. Có trong trường mà do giãn mạch thì chúng ta nên dùng các thuốc để gây giãn mạch ra. Ví dụ như nitrat, nicardipine, v.v. và verapamil là các thuốc mà chúng ta có thể gây giãn mạch. Có trong trường hợp mà chúng ta không biết cơ chế nào nó gây tình trạng tắc mạch cấp như vậy thì chúng ta làm thế nào? Thì đơn giản hơn là chúng ta gì? Cho cái microcatheter vào trong vị trí đấy và chúng ta bơm cái thuốc cản quang vào để đánh giá xem là dòng chảy có tốt không. Nếu mà dòng chảy nó khôi phục lại bình thường thì không vấn đề gì. Trường hợp nó không khôi phục lại thì nó chúng ta phải sử dụng các loại thuốc khác nhau để đưa tình trạng nó khôi phục lại dòng chảy. Thế thôi. Đấy là các bước chúng ta khi chủ trí có tình trạng tắc mạch cấp và tình trạng không có dòng chảy. No reflow. Một cái biến cố nữa mà gọi là kinh hoàng đối với bác sĩ can thiệp đó là gì, dạng gì? Vỡ mạch vành. Và đặc biệt chúng ta thấy một cái thời điểm mà khi mà dùng các thuốc ức chế tiểu cầu mạnh, như là 2A bay tiểu cầu thì thấy là cái tỷ lệ này khá lớn. Và theo thống kê của Cleveland Clinic ấy, thì trong 5.500 bệnh nhân mà có 31% bệnh nhân dùng Apixmat thì có cái tỷ lệ bệnh nhân bị cái tắc vỡ mạch vành khá là lớn do chúng ta dùng điều trị tích cực, thì trong đó có 9 bệnh nhân bị tử vong. Thì so sánh giữa hai nhóm bệnh nhân này chúng ta thấy rằng là giữa cái nhóm mà dùng Apixmat và nhóm không dùng Apixmat thì thấy rằng cái tỷ lệ vỡ vành cao hơn và cái tỷ lệ tử vong cao hơn. Do vậy hiện nay người ta chỉ dùng cái thuốc ức chế 2B3A tiểu cầu ở những trường hợp mà nguy cơ cao thôi. Chứ trong khuyến cáo thì các bạn thấy rằng là khuyến cáo hiện nay của ESC hoặc là ICC thì đã đều dùng thuốc ức chế những tập tiểu cầu kép thôi trong trường hợp nhồi máu cơ tim cấp và ACS. Hồi chứng mạnh cấp thì chúng ta chỉ dùng cái gì? Một aspirin hoặc là ức chế B2, IM2 thôi. Còn trong trường hợp là nguy cơ cao là bệnh nhân mà huyết khối rất nhiều, không có dòng chảy chẳng hạn, thì chúng ta mới dùng ức chế 2A3B tiểu cầu. Vì thực sự là cái thuốc này ức chế rất là mạnh vì nó tác dụng trực tiếp vào cái receptor 2B3 tiểu cầu, ức chế và tác dụng trực tiếp vào cái receptor đấy thì nó tác dụng ức chế gần như hoàn toàn. Và khi ức chế hoàn toàn này thì nguy cơ chảy máu rất là cao. Đấy là một cái, và khi chảy máu rồi thì có dẫn đến tử vong nó cao hơn. Chúng ta chỉ dùng ở những bệnh nhân nguy cơ rất cao, huyết khối rất nhiều thì chúng ta sử dụng. Và cái phân loại của vỡ mạch vành
thì phân loại của Elite hôm nay phân loại từ năm 2002 rồi, chúng ta chia ra làm 3 tip. Cái tip thứ nhất, và khi chúng ta tiến hành can thiệp mạch vành rồi thì thấy có hiện tượng mạch vành nó hơi phình ra một chút nhưng không có hiện tượng thoát hết khối ra thì người ta gọi là tip 1. Cái tip này thì tương đối lành tính và chúng ta chỉ cần quan sát và theo dõi thì các bạn không cần phải làm gì hết. Một tip thứ hai nữa là tip 2. Tức là gì? Có hiện tượng thoát chút cản quang từ cái lòng mạch ra ngoài nhưng chưa tạo thành tia. Tức là tôi bắt đầu có ra ngoài nó đóng lại chưa thành tia. Thì những trường hợp này thì nó cũng không gây biến cố ép tim. Thì chúng ta cũng có thể theo dõi, ta dưa bóng và ép một chút một thời gian để khoảng 50 phút sau thì cái này hiện tượng tự hết. Và cái nguy hiểm nhất là cái gì? Tim 3. Tức là hiện tượng thoát chút cản quang ra ngoài gây vỡ mạch trên cái đường kính khoảng trên 1 mm, các cái vỡ cái đường kính trên 1 mm và lúc đó thì nó mới gây tình trạng ép tim cấp mà nó vỡ và thành tự do và cơ tim, nó gây tình trạng mất máu cấp. Thì những trường hợp này chúng ta cần phải xử lý cấp cứu. Và xử lý cấp cứu như nào thì tôi sẽ trình bày ở phần sau này cho các bạn. Thì trước mắt chúng ta cần tìm các nguyên nhân mà có thể gây vỡ mạch vành. Đây là theo thống kê từ năm 95 đến 99 rồi, theo một bệnh viện ở Mỹ là Chris Hospital đấy, thì người ta thống kê rằng là có 36 ca bị vỡ mạch, thì trong đó phần lớn là do IY. Đặc biệt là nếu các bạn trước đây các bạn dùng cái IY mà ngậm nước, đặc biệt là IY ngậm nước hydrophilic IY hoặc là dùng cái IY cứng trong CPO, đấy là cái nguy cơ cao để đâm xuyên ra mạch vành ở đoạn xa hoặc là nhánh bên. Thứ hai nữa có thể gặp nữa là chúng ta dùng bóng. Và cái này thường gặp là gì? Sau khi chúng ta post, tức là khi đặt stent rồi, là dùng bóng áp lực cao. Ở những cái tổn thương mà vôi hóa gấp vóc chẳng hạn, khi chúng ta đau rồi nó gây tình trạng gì, stent nó bị fracture, nó bị gãy vỡ ra và cái lúc đấy là cái chỗ nó khe tạo thành cái mảng nứt vỡ và lúc đấy nó gây vỡ mạch vành. Trong trường hợp nữa mà chúng ta hay gặp và hiện cái thời đại này chúng ta có thể gọi là dùng cái rota, tức là mũi khoan bằng kim cương, là gặp trong trường hợp mà cái tổn thương vôi hóa rất là nhiều dùng mũi khoan kim cương thì ta dùng rota này là một yếu tố nguy cơ khá là cao thì có thể gây vỡ mạch vành. Và trường hợp mà nếu trường hợp vỡ mạch vành mà tip 3 như tôi đã nói là có thể tạo thành ấn xét từ trong lòng mạch xuyên ra ngoài gây tình trạng ép tim, thì cái nguy cơ như thế nào? Thì theo thống kê của tác giả Ellis và Dipper thì thấy rằng là gây cái biến cố là ép tim là từ 63% và 43% và bệnh nhân phải phẫu thuật cấp cứu từ 50-75%, trong đó tỷ lệ tử vong là từ 14-21%. Chúng ta thấy rằng là nếu trường hợp có vỡ mạch vành thì tỷ lệ tử vong rất là cao. Và điều quan trọng là chúng ta phải xử lý nhanh và kịp thời. Vì gây tình trạng ép tim cấp và gây tình trạng mất máu cấp là hai cái biến cố có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng. Và đây là một số các biến cố khác, thống kê của một số các bệnh viện khác, ví dụ bệnh viện William thì người ta thấy rằng là trong vòng 8 năm thì người ta gặp được 36 ca vỡ mạch vành đây. Thì những trường hợp này thì có tử vong đến sấp xỉ gì 42%, tỷ lệ khá là cao. Và khi chúng ta bắt đầu có các phương pháp để xử trí trường hợp có vỡ mạch vành mà ta dùng cái stent gọi là cover stent, tức là cái stent nó có màng ngang, màng bọc ấy, đó là bằng một cái polymer. Và khi bị vỡ rồi ta dùng stent đấy đưa vào cái bịt chỗ đấy thì nó giảm hẳn tỷ lệ tử vong đấy. Theo qua một cái nghiên cứu đa trung tâm, 35% bị vỡ mạch vành thì cái hiện tượng là có tràn dịch màng tim có 22%, thì ép tim 14% và tỷ lệ thành công của dùng cái cover stent này 100%. Và đặc biệt chúng ta thấy rằng là không phải có thuật rối chủ vành khăn nào và không có ca nào tử vong. Và khi chúng ta có cover stent rồi thì chúng ta khá yên tâm. Do vậy tôi cũng khuyên các bạn, nếu các bạn có tiến hành can thiệp ở các lab tại các trung tâm thì chúng ta nên phải có cái này đấy. Anh chúng ta nên đặt hàng vì cái này nó cũng cứu chúng ta rất là nhiều, cứu bệnh nhân chúng ta, cứu bệnh nhân, cứu bác sĩ. Thì khi chúng ta xảy ra cái biến cố này, chúng ta đưa cái cover stent vào thì bịt kín gần như hoàn toàn, và ít cái ca có thể cái biến cố cao hơn. Mặc dù cái stent này sẽ hơi đắt so với cả stent thông thường, nên là giá trên thị trường là khoảng tầm 60-70 triệu một cái. Nhưng mà khi đã biến cố xảy ra thì chúng ta bắt buộc phải làm cái stent này để cứu sống bệnh nhân. Và đây là một hình ảnh minh họa, đây là trường hợp mà vỡ mạch vành đoạn xa đây. Khi chúng ta dùng các thuốc Rheopurin ước chế 23 rồi, chúng ta thấy rằng là sau khi chúng ta can thiệp thì kết quả mạch vành khá là tốt, chúng ta thấy rằng có đọng thuốc ở đoạn xa này. Và nếu chúng ta thấy đọng thuốc đoạn xa, nếu nó không tăng dần lên thì chúng ta có thể theo dõi. Còn nếu trường hợp mà chúng ta chụp lên
và độc tố nó càng ngày càng to dần và đặc biệt nó thể láng ra xung quanh, thì lúc đó chúng ta bắt buộc phải xử lý. Và xử lý thì tôi sẽ trình bày các bước xử lý ở các slide sau. Và đây là chúng ta đưa xử lý bằng cách là gì? Chúng ta đưa cái dây dẫn qua tổn thương và dùng cái quả bóng nhỏ là bơm lên. Mục đích của quả bóng nhỏ là đã dùng gì? Là ngăn chặn không có dòng chảy đi tiếp tục vào cái vị trí nó dò nữa. Và nếu dùng bóng bịt thời gian khoảng 5-10 phút nhiều lần, nếu đỡ thì thôi, không vấn đề gì cả. Nếu trường hợp không đỡ thì chúng ta phải dùng các loại thuốc khác. Ví dụ như chúng tôi hiện nay đang dùng là có thể dùng coi và dùng mỡ tự thân và dùng hạ. Đây là ba biện pháp hiện nay chúng tôi sử dụng tại trung tâm của viện tim mạch. Đây là hình ảnh minh họa là trường hợp bệnh nhân có tắc mạch vành mãn tính và đưa dây dẫn qua tổn thương, và sau khi đưa dây dẫn tổn thương thì thấy hiện tượng vỡ mạch mà người ta hãy dùng cái coi đây là bít cái chỗ bị rò rỉ ra thì gây bít hoàn toàn. Và để chẩn đoán vỡ vành thì chúng ta chẩn đoán như thế nào? Tức là sau khi chùi vành chúng ta cần nhớ là sau khi mỗi lần nong bóng ấy thì các bác sĩ can thiệp luôn phải có test, và test đấy chúng ta chỉ cần nhìn thấy nó mạch bệnh nhân đang chảy theo dòng mạch nó láng xung quanh cái, chúng ta phải nghĩ rằng có phải vỡ mạch vành hay không. Thì nếu chúng ta nghi ngờ chúng ta phải chụp và bơm thuốc vào, chúng ta thấy sẽ hiện tượng gì, máu gặp thành cái dòng nó sẽ láng ra xung quanh hoặc tạo thành cái tụ máu ở bên cạnh cái vị trí chúng ta đặt stent. Và nếu trường hợp nó thành cái dòng rét rồi, tức là một cái dòng tạo thành tia từ cái vị trí đặt stent láng ra xung quanh ngoài, đấy là bị vỡ thành mạch vành tiếp 3 rồi, chúng ta cần xử lý ngay. Và lúc đó là gì, để nhanh chóng xử lý chúng ta đưa bóng vào đúng cái vị trí đấy. Biết là luôn, thì chúng ta vừa bơm bóng xong mà vừa bóng được cao lên, chúng ta test thấy dòng chảy loãng ra phát, chúng ta phải bơm bóng bóng của ta cũng chặt cái vị trí đấy, nó không tiếp tục chảy ra. Và sau đó chúng ta sẽ tìm các phương pháp để bịt cái chỗ vị trí lại. Cần lưu ý rằng là nếu chúng ta khi bấm mạch vành rồi thì chúng ta cần, nếu bệnh nhân ép tim, chúng ta cần phải chọc tháo dịch màng tim và đưa huyết theo vào siêu âm để tim. Và nếu bệnh nhân đã dùng heparin liều cao, chúng ta dùng protamin sulfat để trung hòa heparin lại. Đấy là những phương pháp mà chúng ta dùng. Và sau đó tùy tình trạng chảy máu, cái vị trí đấy chúng ta có thể, ví dụ chảy máu đoạn xa thì chúng ta có thể dùng coi, dùng hạt và dùng mỡ tự thân. Còn nếu là do nứt vỡ tại vị trí là stent thì chúng ta dùng bóng và tốt nhất là dùng cover stent. Trước đây khoảng mấy năm, đây khoảng 5 năm từ thời đấy mà chúng tôi không có cover stent thì tôi dùng biện pháp khác, như là dùng cái gọi là sandwich technique, tức là một tạo một cover stent tự tạo. Đây chúng tôi dùng một cái quả bóng, áp dụng cái stent thường, áp dụng cái quả bóng phủ ra bên ngoài và đưa vào vị trí đấy thì cái stent của đấy nó bơm nở ra và cái bóng, cái vỏ bóng đấy nó thay cái cover stent. Nhưng cái phương pháp đấy thì nó không chắc chắn mà dùng cover stent, vì đưa qua có thể rơi quả bóng ra và đấy là cái pha chữa cháy thôi. Nếu chúng ta không có cover stent trong tay thì chúng ta dùng xong cái technique, còn nếu có cover thì vẫn là biện pháp tối ưu nhất. Và đây hình ảnh một cái sơ đồ chúng ta xử trí khi gặp tình trạng vỡ mạch vành, chúng ta xử trí như thế nào. Và đây hình mô tả đây là đánh chính này, cái đoạn xa ở bên thì tình trạng khác nhau và chúng ta có cách xử lý khác nhau. Khi chúng ta vỡ mạch thì như tôi đã khuyến cáo, chúng ta phải tức khắc dùng bóng vào tức luôn, thì bóng nó dùng ngăn chặn không cho dòng chảy từ trong lòng mạch đi thoát ra ngoài. Và nếu huyết động ổn định thì chúng ta tiếp tục nằm bóng tiếp và trung hòa heparin bằng cái protamin sulfat. Còn nếu mà cái nguyên nhân đấy là do ở đoạn xa thì chúng ta dùng cái microarray, ta bơm chọn lọc tìm cái vị trí lỗ nó bị rò rỉ ra, và trên cơ sở đó chúng ta có thể bơm các hạt, dùng coi là dùng mỡ tự thân, là có trường hợp dùng mỡ tự thân là lấy mỡ thân đại đường này, chúng ta cắt nhỏ ra bơm microarray là bịt lên ở đoạn xa được, thì nó sẽ tăng hạn cánh hoàn toàn. Còn những trường hợp mà xảy ra ở nhánh bên thì như thế nào? Thì chúng ta cũng dùng các biện pháp là đưa microarray vào vị trí này. Chúng ta cũng kiểm tra nhánh bên, chúng ta dùng bơm các hạt, các cò mỡ. Trong trường hợp nếu vẫn không thể sao thì chúng ta phải dùng cái cover stent, ta phủ cả nhánh bên này luôn. Là gì, chấp nhận hy sinh để không có dòng máu vào nhánh bên này, chúng ta sẽ bảo vệ được bệnh nhân không tiếp tục chảy máu nữa. Còn trong trường hợp mà ở đoạn đầu mạch vành thì như thế nào? Thì chúng ta tốt nhất là gì? Chúng ta dùng cái cover stent. Nếu thịt động vỡ do đoạn đầu mạch thì lúc ấy cái lượng máu chảy ra rất là nhiều. Và sao? Vì đấy cái cung lượng tim rất là lớn, cung lượng mạch máu rất lớn, và chúng ta phải dùng cover stent chúng ta mới bịt kín được cái vị trí chảy máu từ trong lòng mạch thoát ra ngoài. Và đây là một số cái sơ đồ để theo trường hợp mà nếu trường hợp vỡ thành mạch trong CPO
thì như thế nào? Thì nó phụ thuộc vào là cái vị trí nó ở xuôi dòng, ngược dòng hay là cái vị trí collateral, thì ta có cách xử lý khác nhau. Và cái này thì hơi chuyên sâu một chút, thì cái này dành cho bác sĩ can thiệp thì tôi sẽ không đi sâu vào cho chúng ta. Để những trường hợp mà chúng ta xử lý theo tùy trường hợp và chúng ta có cách xử lý khác nhau. Đây là sơ đồ tổng quát khi chúng ta đưa một cái cardioscan vào trong trường hợp chúng ta cần biết. Thứ nhất, nếu chúng ta gặp vỡ tĩnh mạch, chúng ta bơm bóng lên. Nếu tình trạng bệnh nhân sống còn mà ổn định, tình trạng ổn định thì chúng ta dùng kỹ thuật là Stinger, hay nghĩa tốt là gì? Ta dùng cái đinh, ta đưa để sẵn sàng vẫn đang cái đinh đấy, ta sẽ đưa cái cardioscan vào. Trong trường hợp mà khó khăn, tại sao khó khăn? Người ta luôn là trường hợp khó khăn vì sao? Cái cardioscan nó làm bằng màng nên đưa cái stent này cực kỳ khó khăn. Thậm chí nếu trường hợp mạch nó gấp bóc, mạch vành, mạch phải gấp bóc hoặc mạch mũ thì rất khó khăn đưa cái cardioscan vào. Thì đôi chúng ta phải cần các dụng cụ hỗ trợ. Thì các dụng cụ hỗ trợ ở đây thì chúng ta nên dùng các support tay tay, như các bạn nếu can thiệp có thể có dùng các galener, gazella, atren. Trong tay có gì chúng ta dùng đấy. Ta cái một cái tay tay nó trượt ở trên cái oai cũ và nó sẽ đưa được các qua cái chỗ mạch gấp bóc mà stent, cardio stent trượt vào trong lòng của cái support tay tay đấy. Thì chúng ta sẽ giúp chúng ta đưa được cái cardio stent vào đúng vị trí. Còn trong trường hợp mà tình trạng sống còn của bệnh nhân nó không ổn định thì chúng ta bắt buộc phải gì? Vừa phải giữ không cho máu chảy, vừa làm sao đưa được cover stent. Thì chúng ta làm cách nào? Thì người ta sẽ sử dụng một phương pháp, một trong hai phương pháp, đó là double cathe technique, tức là người ta vẫn giữ nguyên cái đinh cathe chúng ta đang can thiệp mà người ta bơm bóng lên, ta rút cái đinh ra một chút để hở cái lỗ mạch vành mà đưa một cái đinh thứ hai vào. Thì cái đinh thứ hai này, đinh thứ hai này sẽ lái một cái dây dẫn và đưa cái cover stent vào đúng cái vị trí. Tức là sao? Trong trường hợp mà máu chảy ra nhiều quá thì chúng ta xẹp bóng thì máu tiếp tục chảy ra. Nếu chúng ta thay đổi để đưa cái cover stent vào có thể gây tình trạng nguy hiểm tính mạng của bệnh nhân, thì chúng ta giảm tối thiểu cái thời gian bóng nó xẹp xuống. Ta dùng kỹ thuật là hai guiding. Một kỹ thuật nữa, nếu trường hợp mà khó khăn thì chúng ta dùng kỹ thuật là deep seat. Ta lái là sao được guiding nó vào sần sâu thì nó vượt qua cái chỗ gốc góc đặc biệt bên cánh phải này. Thì là kỹ thuật deep seat cái guiding vào thì qua đó chúng ta có thể đưa được cái cover stent vào sâu hơn. Đấy là hai kỹ thuật để trong trường hợp mà nếu có biến cố xảy ra và chúng ta đưa cover stent vào rất là khó khăn. Đây hình ảnh minh họa một bệnh nhân bị vỡ mạch vành đây, chúng ta đây tổn thương mạch mũ. Nhưng với chúng tôi nếu mạch mũ là mạch mũ rất hay bị nó. Mà mạch mũ đã bị thì đưa dụng cụ rất khó khăn, người ta thấy mạch mũ rất là gấp góc này. Thì đây mạch phải hẹp rất là. Và sau khi đưa đặt stent chưa nửa hết, dùng có bóng lòng này. Và sau khi bóng lòng thì mạch vỡ tạo thành cái Z. Và lúc đó như thế nào thì người ta sẽ dùng một cái kỹ thuật là double guiding technique là gì? Vì mạch mũ rất là gấp góc thì nếu chúng ta đưa cái cover stent vào rất là khó khăn thì người ta vẫn dùng guiding mới. Sau đó người ta đưa cái cover stent ở vị trí này. Và hình ảnh là sau khi ta phủ cover stent, người ta đã chọc bằng máy tim này, dẫn lưu này qua cái mic theo. Thì cái vị trí xì này, là những vị trí xì ban đầu mà người ta đã bị kín được. Đấy là cái kỹ thuật mà chúng ta có thể áp dụng ngay tức khắc được trong trên một kỹ thuật khác thì tôi đã nói là dùng cái mỡ tự thân. Đây là một minh họa của bệnh nhân sau khi tiến hành can thiệp động mạch viên thất trước. Và chúng ta nhìn này, ta thấy giò đoạn xa và chúng ta thấy là vị trí giò đây. Đây vị trí giò đoạn xa thì chúng ta sẽ đưa cái dây dẫn mà đưa quả bóng mà đưa cái micro vete vào vị trí này. Ta thì lấy cái mỡ tự thân này, đây mỡ tự thân cho nhau màu vàng này, ta bơm qua cái micro vete này và ta biết được vị trí đoạn xa này. Đấy là cái cách mà chúng ta được. Nếu mà vỡ tại vị trí stent mà còn nó vỡ ở đoạn xa do dây dẫn thì chúng ta có hai phương pháp khác nhau. Và biến chứng nữa, biến chứng là stent nó bị rơi ra ngoài thì chúng ta xử lý như thế nào? Biến chứng khi mà stent rơi ra ngoài thì cần lưu ý rằng là khi chúng ta can thiệp xong thì stent nó có thể nằm trong dây dẫn hoặc là nằm ngoài dây dẫn, chúng ta có cách xử lý khác nhau. Và cách xử lý thì nó tùy theo từng tình trạng. Và đây là cái bảng mà chúng tôi tổng hợp được. Là khi mà stent rơi ra thì stent vẫn nằm trên oai mà stent không nằm trên oai thì cách xử lý cũng khác nhau. Và khuyến cáo gần đây nhất năm 2019 của Hội Tim Mạch Châu Âu thì đưa ra cách xử lý cho từng trường hợp chi tiết đối với hai loại stent. Thì hiện nay thị trường hai loại là stent bằng kim loại và stent tự tiêu.
cái tại sao ta chia hai loại như này, thì sao stent kim loại chúng ta có thể nhìn rõ trên màn hình tỏa sáng, trong khi đó stent tự tiêu thì chúng ta chỉ nhìn được cái hai cái marker của nó thôi. Nếu các bạn trước đây can thiệp bằng bằng PDS, các bạn đã nhìn thấy sẽ thấy hiện tượng như thế này. Chỉ cái lưới stent chúng ta không nhìn bằng gì, vì nó làm polymer, nó không có độ phản quang, và ta xác định vị trí của stent chỉ bằng hai cái golden marker ở hai đầu, cái đầu gần và đầu xa. Do vậy cách xử lý nếu bệnh nhân kim loại và stent tự tiêu nó cũng rất là khác. Nếu stent bằng kim loại thì xử trí ra sao? Đây là một cái bảng tổng hợp đây. Nếu trường hợp mà stent kim loại thì như thế nào? Stent ngoài loại ra sao? Và stent rơi ra ngoài như thế nào? Là có chúng ta đưa ra một cách rất là chi tiết để chúng ta có cách lựa chọn khác nhau cho trường hợp mà stent bị rơi. Và cái này đi hơi sâu một tí thì trong tôi sẽ trình bày một số ca ví dụ để các bạn hiểu rõ. Có những trường hợp stent mà tự tiêu như tôi đã nói thì làm thế nào? Thì lúc đó chúng ta nhiều khi không nhìn được, thì chúng ta phải chú ý rằng là cái marker của nó rất là nhỏ, phải dùng các phương pháp như là boost sector, stent boost là trên máy chụp angio nó có cái chế độ đấy, ta phóng to lên nhìn rõ hai cái marker ở hai đầu để chúng ta xác định stent hiện đang nằm ở đâu. Và đây là hình ảnh minh họa một ca bị rơi stent đây. Đây là bệnh nhân chúng ta nhìn đấy, chụp bệnh cảnh phải, đế mạch đằng sau còn rất là gấp góc. Chính cái gấp góc này ta đưa stent vào đúng cái vị trí tổn thương không đơn giản. Và đây khi chúng ta đưa stent cố đẩy đây, stent bị rơi ra. Và stent bị rơi ra thì như đấy chúng ta xử lý như nào? Nếu trường hợp stent đi bóng ở lại, người ta gọi người đi bóng ở lại đấy, người ta chưa đá bóng, chúng ta nếu có hậu vệ cản tiền đạo đối phương thì chặn người bóng đi, là người đi bóng ở lại hoặc là bóng đi người ở lại, thì trong trường chúng ta đẩy stent cũng thế. Nếu mạnh gấp góc thế này, chúng ta cố tình đẩy thì stent đi nhưng cái bóng lại giữ lại luôn, hoặc là bóng stent ra và stent thì chui ra đẩy tiếp, bóng thì rơi lại. Thì vào chúng ta làm thế nào? Thì vào chúng ta cần rút cái bóng của stent ra và dùng bóng cỡ nhỏ nhất có thể. Ta sẽ dùng bóng cỡ nhỏ nhất, ví dụ chúng ta có bóng 0.8, 1.25 ta đưa vào đoạn xa của stent, ta bơm lên thì chúng ta tiếp tục đẩy stent ra và chúng ta kéo vào. Thường là chúng tôi sẽ kéo stent ra luôn, bơm bóng đoạn xa để nó tác dụng kéo cái neo, ta rút stent dần ra. Và khi rút ra ngoài rồi thì chúng ta có thể kéo hẳn ra ngoài, dùng snare để gấp. Đây là người ta hiện tại người ta kéo stent này, nó bị sun này. Và đây sun stent sau cả stent trước đây bình thường sau stent bị sun. Và sau khi làm như này người ta sẽ dùng các phương pháp khác, ví dụ dùng các dụng cụ các cathet support như là Gazella, Hartren để chúng ta đưa được cái dụng cụ vào đằng xa đặt stent được cái dễ dàng hơn. Còn trong trường hợp nếu mà cái OI rơi ra khỏi stent rồi thì làm thế nào? Thì đâu đó chúng ta phải gì? Dùng một cái snare, micro snare đưa vào để rút được cái stent bị rơi ra. Còn trong trường hợp cuối cùng nữa, stent rơi mất rồi, nó nằm đứng rơi nhưng mà chẳng nhẽ thì ta làm thế nào nữa? Nếu trường hợp mà không làm gì nữa, chúng ta phải phương pháp gọi crushing. Chúng ta dùng cái OI đưa đây, đặt stent, nó đè vào stent đấy, nó giữ chặt. Thì đấy là phương pháp crushing, là phương pháp cuối cùng thì chúng ta không lấy stent ra, là dùng crushing. Ở đây hình ảnh minh họa bệnh nhân full stent. Nếu các bạn thấy rằng nếu ta đặt stent, chúng ta đưa sau khi đặt stent đây và chúng ta đưa ga đinh vào và ga đinh, đầu ga đinh nó thọc vào cái đầu stent ấy thì nó gây tình trạng là stent bị chùn lại. Và trên hình ảnh chúng ta dùng iPod để chúng ta thấy là stent nó bị, thường thường nó phải áp sát vào thành mạch, nhưng trường hợp stent lơ lửng trong vị trí như thế này là do hiện tượng chùn stent. Thì trong trường hợp đấy chúng ta phải đưa một cái bóng áp lực cao vào để bơm rộng ra để cho stent nở tốt hơn. Và gần đây chúng ta dùng một số các mũi khoan bằng kim cương để mạch vành bị vôi hóa hoặc là cấp góc, thì cái mũi khoan đấy cũng rất có giá trị trong trường hợp mà chúng ta không thể làm phương pháp gì khác. Nếu chúng ta không được tạo thuận bằng mũi khoan kim cương thì chúng ta không thể đưa dụng cụ vào được. Và khi chúng ta làm này thì cũng có một số biến chứng có thể xảy ra. Biến chứng thứ nhất, khi chúng ta khoan bằng rotator plater bằng kim cương thì có thể gây tình trạng gì? Dòng chảy chậm. Vì sao? Khi chúng ta khoan cắt cái mảng sơ vữa, mặc dù về lý thuyết thì tạo thành những cái mảnh nhỏ hơn đường kính hồng cầu, là mũi khoan đến tốc độ khoảng 200-300 nghìn một vòng một phút, nó cắt mảng sơ vữa ra đường kính rất là nhỏ, nhưng nó vẫn có thể gây trường hợp slow flow. Nếu gây trường hợp slow flow như thế thì chúng ta làm thế nào để dùng các thuốc giãn mạch vành và dùng heparin liều tối ưu là tốt nhất là theo dõi thời gian ACT để ngăn chặn hiện tượng tạo thành huyết khối và cho các thuốc giãn mạch vành như nitrat, verapamil, aridocin. Còn trong trường hợp mà mũi khoan đấy gây tách thành được mạch thì thế nào? Thì chúng ta cần phòng ngừa những trường hợp mạch vành nó quá gấp góc. Quá gấp góc thì khi mũi khoan đi thẳng này nó có thể đâm xuyên bên cạnh thành bên.
của mạch vành nó sẽ tách thành, hoặc là thậm chí xuyên ra ngoài, đã có trường hợp xuyên ra ngoài rồi, nơi thủng mạch vành. Thì do đó những trường hợp mà bị khó khăn như thế chúng ta cần ngăn ngừa bằng cách là hạn chế những trường hợp mà nó nguy hiểm, mạch nó cấp bóc là hạn chế thường rota. Và khi tách thành rồi chúng ta phải xử lý những trường hợp tách thành khác, chúng ta dùng nóng bóng và đặt stent tiếp tục. Còn nếu trường hợp vỡ đôi vành thì chúng ta cần lưu ý gì? Như tôi đã nói là nếu trường hợp mà mạch vành mà nguy hiểm cấp bóc nhiều ấy, thì chúng ta dùng quay cái tần số nó vừa phải, không quay tần số quá cao. Thì thông thường là đối với cả rota chúng ta tần số khoảng 160-180.000 vòng một phút. Thì nếu trường hợp mà mạch nguy cơ cao thì chúng ta giảm bớt tần số xuống khoảng 140.000 thôi, thì cái nguy cơ nó bị thủng ra ngoài đỡ hơn. Còn một trường hợp nữa mà gọi là ác mộng trong trường hợp dùng rota đó là gì? Mũi khoan bị kẹp vào trong ấy, cái màng sơ vữa đấy. Và khi mũi khoan kẹp trong màng sơ vữa thì chúng ta làm thế nào? Lúc ấy bác sĩ như tắt mồ hôi, thậm chí phải đóng bỉm luôn ấy. Để dần ra nếu vị trí bây giờ chúng ta rút không rút được, đẩy không đẩy được, mà mũi khoan nó to như thế, nó nằm trong mạch vành thì cực kỳ nguy hiểm, thì làm sao? Thì chúng ta cũng đương nhiên chúng ta phải phòng ngừa trước. Phòng ngừa là gì? Nên lưu ý rằng cái thời gian chúng ta rota ngắn thôi. Chúng ta khuyến cáo là khoảng dưới 20 giây, trường hợp nguy cơ cao thì dưới 15 giây, à, càng ngắn càng tốt. Thứ hai là chúng ta lựa chọn bệnh nhân rất cẩn thận. Nếu bệnh nhân vôi hóa mà kèm theo gốc góc thì các bạn cần rất lưu ý. Vì khi mà vôi hóa thì đã là nguy cơ cao rồi, càng theo gốc góc nữa thì cái đầu bơ của cái rota đấy nó rất là cứng, thì nó không uốn theo mạch vành được hoàn toàn. Thì lúc đó nó dễ tình trạng là xuyên ra ngoài. Khi nó xuyên nó bị kép luôn, nó bị cái vị trí cái màng sơ vữa đấy, cái vị trí cái màng sơ vữa đấy. Và khi gặp tình trạng như thế chúng ta xử lý ra sao? Thì các bạn cứ bình tĩnh nhá, cứ không đóng bình, cứ bình tĩnh nhá. Thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ dynamo, chế độ mà không phải xoa này, chế độ dynamo để đưa ra đưa vào, và chúng ta đẩy ra để vào cách nhẹ nhàng một vài lần. Nếu mà rút ra được thì ok, còn nếu không được nữa thì chúng ta đưa loài ra lái bên cạnh và đưa bóng nhỏ nhất để nằm rộng ra. Ví dụ như nó bị kẹp đây thì chúng ta đưa một cái loài bên cạnh đây nhé, và chúng ta dùng bóng trong rộng ra thì chúng ta như kiểu mở đường ra xung quanh này để cho cái chỗ cái vị trí mà sơ vữa nó được rộng ra và chúng ta có thể rút được. Còn trong trường hợp mà không làm gì nữa thì bắt buộc là gì? Mời bác sĩ khoa khoa xuống mà xử lý thôi. Đấy là cách xử lý như vậy. Và đây này, minh họa là bị cái bơ của cái rota ablation nó bị kẹt đây. Đây chúng ta nhìn đây, một cái tổn thương mạch vành. Trông nhìn đây cũng không đến nỗi nhưng mà vôi hóa rất là nhiều. Và người ta dùng các mũi khoan là ta nâng dần cái đường kính lên từ 1.5. Và người ta bị mắc kẹt ở đây là gì? Khi ta dùng đường kính cái bơ to nhất là cỡ 2 chấm. Thì đưa vào được, không rút ra được. Đây, đưa cả y dẫn vào cũng không làm ra được. Và lúc đó phải làm đi làm cái phẫu thuật cầu nối trụ vành để khôi phục lại và ta lấy cái đầu bơ ra. Đấy trường hợp người ta cũng có trường hợp bản bị như thế. Thì kinh nghiệm của tôi thì đối với trường hợp mà có vôi hóa thì chúng ta không nên dùng bơ quá to, có thể dùng 1.25, 1.5, và sau đó chúng ta dùng cái bóng áp lực cao nó nằm rộng ra. Tức là khi chúng ta đã tạo thuận được rồi, ta dùng cái bơ đã tạo thuận rồi, bóng áp lực cao thì tốt hơn là chúng ta dùng cái bơ to dần dần đến mức độ 2 thì lúc đấy là sẽ bị kẹt. Đấy cần lưu ý như vậy. Đây là một cái bảng tổng hợp, đây là một cái bảng tổng hợp những biến chứng mà diễn ra khi chúng ta tiến hành can thiệp. Thế các bạn chỉ cần nhớ nó gọi là nhét voi bỏ giò như thế. Ta cần nhớ có những biến cố, bốn biến cố chính. Biến cố thứ nhất là biến cố tắc mạch cấp. Người nói đây. Thì biến cố xảy ra tỷ lệ là khoảng 0.3%. Tỷ lệ phải làm phẫu thuật cầu nối trụ vành cấp cứu là 2% và tỷ lệ tử vong dưới 1%. Đấy, các bạn thấy rằng nếu tắc mạch cấp thì cũng không phải quá nguy hiểm đúng không ạ? Tỷ lệ cũng hiếm thôi và biến cố đấy tỷ lệ tử vong cũng khá là thấp. Biến cố thứ hai là vỡ thành mạch vành. Vỡ thành mạch vành thì biến cố nặng hơn đúng không? Tỷ lệ mặc dù xảy ra từ 0.2-0.7%, biến cố ép tim từ 10-48%, phải phẫu thuật cấp cứu là từ 2.8-12%, tỷ lệ tử vong từ 5.9-8%, đó là khá là cao. Và khi có biến cố vỡ mạch vành thì là chúng ta cần hết sức nhanh chóng và xử lý kịp thời. Và chúng tôi khuyên rằng chúng ta phải có đầy đủ các dụng cụ để phòng ngừa biến cố này, và khi có xảy ra biến cố chúng ta xử lý ngay. Ví dụ như ta có phải có cover stent, và nếu chúng ta có hạt thì tốt nhất, nếu không thì chúng ta có thể dùng các coil hoặc là cái mỡ tự thân thì chúng ta có sử dụng. Nhưng trong tay chúng ta phải có các microcatheter để trường hợp nó bị tắc mạch, à là bị vỡ mạch đoạn xa nó dễ dẫn. Biến cố nữa là biến cố do trường hợp stent bị biến dạng ở đoạn đầu. Thì cái này thì nhìn thì trông có vẻ ghê nhưng mà cũng khá là lành tính, mà chúng ta có thể xử lý một cách bình tĩnh.
thì chúng ta đưa cái tinh vào có thể gây chùn được stent, hoặc là chúng ta rút dụng cụ ra, rút dụng cụ vào, nó tạo thành cái nơ, đặc biệt là cái oai này tạo thành cái nơ này. Chúng ta cần lưu ý rằng là khi cái oai giai đoạn xa thành cái cuộn tròn, rút ra rất cẩn thận. Nếu rút ra tạo thành cái nơ thì nó sẽ kéo cả stent ra ngoài luôn, và lúc đó nó tạo thành biến dạng stent. Thì lúc đó chúng ta phải bình tĩnh, ta lái dây dẫn vào, nó dùng bóng năng dần lên, đặt thêm stent phủ ở trong như thế. Nhưng mà chúng ta cần bình tĩnh để xử lý, chúng ta không vội vàng gì cả, vì khi nó bị cuộn thành nơ rồi, chúng ta càng cố kéo ra thì nó càng siết chặt cái đầu stent. Một biến cố nữa là biến cố mà tắc mạch đoạn xa đây, mày rơi stent đoạn xa, rơi các dụng cụ, thì biến cố này thì gặp rất là thấp. Biến cố này tỷ lệ tử vong là 0%. Cả có biến cố ở đoạn xa thì nếu chúng ta kể là không xử lý gì, nó không gây tử vong cho bệnh nhân, ta có dòng chảy thì các bạn yên tâm. Nếu các bạn hiểu, ví dụ có trường hợp chúng ta lái dây dẫn đứt oai ở đoạn xa đấy, chứ các bạn nếu mà có dòng chảy, bệnh nhân không có triệu chứng gì, các bạn cứ bình tĩnh đưa dụng cụ và lấy dần, nếu không lấy được thì cứ để theo dõi thôi, chứ không ngại gì cả. Vì cái dây dẫn chẳng hạn, nó chỉ đường kính là 0.014 inch, đường kính là 0, là không ảnh hưởng gì, không ảnh đến cái dòng chảy bên cạnh, và là không ảnh hưởng đa số động tác nghiên cứu. Còn biến cố như tôi vừa nói là biến cố cái bơ của cái rotam laser thì tỷ lệ là khoảng sấp xỉ 0.4%, và tỷ lệ tử vong là khoảng 1%. Đấy, chúng ta cũng bình tĩnh xử lý, và chúng ta có cách để cách xử lý như tôi đã từng bước hướng dẫn. Và nếu chúng ta không xử lý được, chúng ta mời bác sĩ ngoại khoa xuống. Hai biến chứng tiếp theo và sau khi chúng ta thành can thiệp thì có một bệnh nữa, người gặp nữa là bệnh gì? Bệnh thận thoát thuốc bằng quang. Thì định nghĩa bệnh thận thuốc bằng quang là gì? Tức là khi chúng ta thấy hiện tượng tăng creatinin máu trên 26.4 micromol trên lít, hoặc là gì, tỷ lệ phần trăm creatinin tăng trên 50%, hoặc là bệnh nhân sau khi can thiệp thấy cái lượng nước tiểu dưới 0.5 mg trong một giờ, ít nhất trong khoảng 6 giờ. Đấy. Khi chúng ta tiếp xúc bệnh nhân có suy thận, chúng ta cần lưu ý rằng phát hiện sớm những bệnh thận do thuốc cản quang thì chúng ta dựa vào ba cái triệu chứng như vậy để chúng ta chẩn đoán. Thì làm thế nào là phòng ngừa bệnh thận do thuốc cản quang? Thì chúng ta cần lưu ý những bệnh nhân nguy cơ cao, và đặc biệt chúng ta cần có chuyển dịch. Chuyển dịch ở đây là chuyển dịch cả trước cả sau khi chúng ta thực thuật, cần lưu ý như vậy. Chứ các bạn, nếu mà chỉ cho chuyển dịch trước thì không ổn, sau khi can thiệp chúng ta bắt chuyển dịch. Và điều rất quan trọng đó là cho tối thiểu lượng thuốc cản quang thôi. Và đây là các bạn, chúng ta đánh giá tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân mà có bệnh thận thuốc cản quang, có bệnh thận thuốc cản quang, thấy rằng là nếu bệnh nhân có tiền sử bệnh thận mạng cộng theo bệnh thận có thuốc cản quang nữa thì tỷ lệ tử vong cao hơn hẳn so với nhóm không có bệnh thận thuốc cản quang. Và chúng ta trước khi chúng ta cần phải phòng ngừa những đối tượng là nguy cơ cao, thì thứ nhất là bệnh nhân tuổi cao này, là bệnh nhân đã có bệnh thận trước rồi này, những bệnh nhân nguy cơ rất cao, bao gồm bệnh nhân có lọc máu này, bệnh nhân có ghép thận, bệnh nhân có một thận, bệnh nhân ung thư thận, và bệnh nhân có phẫu thuật đặt vùng thận, những bệnh nhân nguy cơ cao. Bệnh nhân tụt huyết áp, bệnh nhân tiểu đường và bệnh nhân mất nước. Cần lưu ý rằng những bệnh nhân tiểu đường ấy, chúng ta dùng metformin thì chúng ta cần lưu ý phải dừng trước khi chúng ta tiến hành can thiệp 48 giờ nhé. Lưu ý các bạn như thế. Còn nếu bệnh nhân không có tiểu đường, chúng ta sẽ đỡ hơn. Hoặc là bệnh nhân không có suy thận, chúng ta đỡ hơn nhiều. Nhưng mà cần lưu ý khi bệnh nhân có tiểu đường phải dừng metformin trước 48 giờ thì chúng ta tiến hành can thiệp. Và chúng ta chuyển sang dùng insulin là an toàn nhất. Và đây là cái bảng người ta gọi là risk score, để chúng ta có thể xác định rằng là bệnh nhân nào có nguy cơ cao bệnh thận thuốc cản quang. Và bảng này có đánh giá các chỉ số đây, là bệnh nhân có tụt áp không, có dùng phòng đối xung không, có suy tim, tuổi cao này, thiếu máu này, tiểu đường này, và lượng thuốc cản quang, và mức độ creatinine máu, và mức độ mức lọc của thận. Thì người ta chia ra bốn cái mức độ nguy cơ. Ta dưới 5 thì nguy cơ thấp, từ 6 đến 10 là nguy cơ trung bình, từ 11 đến 16 nguy cơ cao, và trên 16 nguy cơ rất cao. Đấy, ta có thể lượng hóa ngay được bệnh nhân dựa vào thang điểm xin risk score này. Và người ta sẽ ước lượng được ra nguy cơ sau khi bệnh nhân thì bệnh nhân thuốc cản quang như thế nào. Và đây là những bệnh nhân có bệnh thận từ trước thì thấy rằng là mức độ của thận càng cao, càng thấp thì cái nguy cơ của bệnh thận thức càng cao. Và đấy là đương nhiên rồi. Và để thế nào để xác định được cái lượng thuốc cản quang được bệnh nhân thì khuyến cáo của SK, cái hội tim mạch châu Âu và Mỹ, người ta đưa rằng là chúng ta cần đánh giá cái mức lọc của thận nhân đến 3.7 là ra cái lượng cản quang mà bác sĩ chúng ta tối đa có thể sử dụng. Ví dụ như bệnh nhân mức lọc của thận nó khoảng tầm 40 chẳng hạn, thì chúng ta nhân 3.7 đúng không, là nhân sấp xỉ 4 thì cái lượng thuốc cản quang sử dụng là khoảng tầm 150 trở xuống là ok. Nhưng ngược lại,
nếu mà lọc cầu thận bệnh nhân này chỉ khoảng 20 thôi thì chúng ta cần lưu rằng cái lượng thuốc cần ba chúng ta phải đưa đến dùng tối đa là không quá 80. Đấy, một công thức rất là đơn giản, chỉ cần nhớ mắc lọc cầu thận của bệnh nhân nhân với 37 là ra cái lượng cản quang tối đa có thể sử dụng cho bệnh nhân. Nếu dễ nhớ ạ, cũng khá dễ nhớ đúng không? Và các bác sĩ nội trú cũng khuyến cáo luôn cho bác sĩ can thiệp rằng là bệnh nhân này phải tính lọc cầu thận để cho bác sĩ can thiệp biết để cảnh báo luôn, đúng không? Một phương pháp nữa có thể sử dụng hơn đó là chúng ta dùng IVUSKY. Ta thử IVUSKY là dùng siêu cho lòng mạch để tiến hành can thiệp và gần như là có trong nghiên cứu nó gọi là zero contrast, tức là gì? Ta không sử dụng một tí nào cản quang, ta chụp một vài một hôm, hôm sau ta tiến hành can thiệp mà ta dùng IVUSKY và không phải dùng một tí cản quang nào, người ta dùng định vị bằng siêu cho lòng mạch để xác định cái vị trí đặt stent tối xem stent nở ra sao, kết quả can thiệp ra nào, ta dùng hoàn toàn IVUS. Một phương pháp nữa người ta có sử dụng để hạn chế hiện bệnh phận thức cản quang là phương pháp dùng IVUS, là người ta dùng gì? Lợi tiểu truyền dịch cưỡng chế. Tức là bệnh nhân ở đây người ta dùng một cái lượng, người ta bơm máy truyền dịch và dịch mà ta dùng cả lợi tiểu cưỡng chế thì đó ta cũng hạn chế được cái hiện tượng mà ta dùng thuốc cản quang nhiều hơn, ít hơn. Một biến chứng nữa có thể gặp, tôi nói là đột quỵ sau can thiệp. Biến chứng đã xảy ra thì nguy hiểm, chúng ta đã gặp cũng không phải ít đúng không ạ? Và theo thống kê hiện nay thì tỷ lệ biến cố đột quỵ sau can thiệp đó từ 0.4 đến 0.7%. Nhưng tại sao nó lại xảy ra là nguy hiểm mà số ít? Vì thế rằng theo thống kê gần đây của tác giả Strong năm 2018 đăng trên tạp chí Circulation Cardiovascular Intervention ấy, thì nếu bệnh nhân không có đột quỵ hoặc thiếu máu não tháng qua so với bệnh nhân có đột quỵ từ tháng qua, trong thời gian theo dõi tỷ lệ tử vong theo tháng là thấy có sự khác biệt rất rõ rệt giữa hai nhóm này. Và khi chúng ta đã phát hiện ra bệnh nhân có đột quỵ thì điều quan trọng, yếu quan trọng là chúng ta phải xử lý cấp cứu. Vì cái thời gian cửa sổ để chúng ta tái tiêu máu cho tim nó dài hơn cửa sổ tái tiêu máu cho não. Nếu các bạn biết rằng là nếu bệnh nhân nhồi máu tim cấp thì chúng ta có thể trì hoãn 12 tiếng, 24 giờ, ok đúng không? Nhưng hiện nay để tái thông mạch não chỉ có thời gian có 4 tiếng. Do vậy, khi phát hiện bệnh nhân có đột quỵ, chúng ta phải xử lý tối khẩn cấp. Và có những người tôi đã chụp lên là thấy bệnh nhân tư sau khi can thiệp bệnh nhân tự nhiên có liệt được người, chúng tôi đã chụp tại chỗ luôn và mời các bác sĩ bên chẩn đoán hình ảnh sang, người ta tái thông ngay tại vị trí luôn. Ta mời bác sĩ can thiệp sang, người ta dùng dụng cụ huyết khối, ta chụp mạch não, thấy tắc, người ta rút luôn vị trí huyết khối luôn. Còn theo trường hợp chúng ta về bệnh phòng như thế nào thì ta đưa ra một phác đồ rất là rõ ràng này. Nếu phát hiện ra như thế chúng ta phải cho bệnh nhân đi chẩn đoán ngay tức khắc trong vòng 10 phút, chụp CT scanner trong vòng 25 phút để loại trừ gì, bệnh nhân xuất huyết não hay là đột quỵ nhồi máu. Và trên cơ sở đó chúng ta có thể xử lý ngay tức khắc là nếu bệnh nhân phù hợp để dùng tiêu sợi huyết thì dùng tiêu sợi huyết, nếu bệnh nhân không phù hợp tiêu sợi huyết thì mời bác sĩ bên can thiệp chẩn đoán hình ảnh sang để dùng dụng cụ hút huyết khối. Đấy, trong vòng 60 phút chúng ta phải xử lý ngay cho bệnh nhân rồi. Đấy, đến nếu trong trường hợp mà đột quỵ sau can thiệp xảy ra trong bệnh viện. Đấy, khi chúng ta sau can thiệp chúng ta cần lưu ý theo dõi bệnh nhân rất chặt như thế. Phát hiện càng sớm thì khả năng sống của bệnh nhân càng cao. Còn nếu bệnh nhân muộn nữa thì đột quỵ nó gây tắc mạch não, mà ví dụ tắc mạch não giữa thì hầu như chúng ta không cơ hội cứu sống bệnh nhân nếu chúng ta không tái thông mạch. Và làm thế nào để chúng ta có thể giảm thiểu biến cố? Và chúng tôi hôm nay cung cấp cho các bạn 10 cái nguyên tắc để chúng ta có thể giảm thiểu biến cố hay nhanh can thiệp. Đặc biệt là các bác sĩ tim mạch can thiệp ở đây. Quy tắc thứ nhất là chúng ta cần lựa chọn bệnh nhân và cái tổn thương một cách rất cẩn thận. Đấy là cái rất quan trọng như vậy. Và có kế hoạch rõ ràng khi nó biến cố xảy ra. Ta luôn luôn lên kế hoạch là nếu có biến cố gì chúng ta phải xử lý như nào, trình tự từng bước một. Và điều rất quan trọng nữa là chúng ta không trở thành nạn nhân của hiện tượng tắc mạch cấp. Đấy, như tôi đã nói, tắc vào tắc mạch cấp thì chúng ta phải chuẩn bị vấn đề thuốc rất quan trọng cho bệnh nhân. Thuốc ở đây là gì? Đối mạch vành, thuốc ức chế tiểu cầu phải đạt liều, dùng các thuốc chống đông trong quá trình can thiệp. Và tốt nhất nếu mà các bạn theo dõi là ACT thì là tối ưu rồi. Và lựa chọn cái catheter hợp lý, như tôi đã nói, nếu cái cardinal catheter mà chúng ta không hợp lý có thể gây dissect và lỗ mạch vành ngay tức khắc. Quy tắc thứ tư đó là gì? Chúng ta cần phải chụp mạch vành ở các view khác nhau một cách cẩn thận trước và sau can thiệp để sớm tìm ra các biến cố. Nhiều khi, nhưng có trường hợp chúng tôi về can thiệp xong rồi chụp một số view không nhìn thấy gì cả, về vừa mà nhân đến sau thời gian mình ép đi, thế là đi chụp lại mới phát hiện ra nó có những rò rỉ rất là nhỏ ở đoạn xa chẳng hạn, thì chúng ta chụp nếu không để ý kỹ có khi không phát hiện ra. Quy tắc thứ năm làm gì? Là chúng ta làm càng đơn giản càng tốt. Chúng ta nên biến cái phức tạp thành cái đơn giản, chứ đừng biến cái đơn giản thành cái phức tạp. Đấy là nguyên tắc của bác sĩ can thiệp.
chúng ta ví dụ với tổn thương có đơn giản chúng ta chỉ đặt một stent thôi, chúng ta tự đi làm cái sinh các loại các kiểu thì đấy càng tăng cái tỷ lệ biến cố. Quy tắc thứ 6 là chúng ta cần phải hiểu rõ các dụng cụ mà chúng ta tiến hành can thiệp. Dụng cụ đó lợi ích gì, ưu điểm gì, nhược điểm gì thì bác sĩ can thiệp phải làm rõ. Đấy là điểm mấu chốt, chứ như chúng ta không thể thấy người ta làm tốt đấy nhưng mà ta không hiểu thì chúng ta nhiều khi làm sẽ sai đi. Và điều rất quan trọng là thứ 7 là biết rõ điểm mạnh điểm yếu của mình là cái gì. Khả năng chúng ta làm đâu, làm đấy, chúng ta đừng làm quá khả năng của mình. Quy tắc thứ 8 đó là biết khi nào thì dừng lại. Cái đấy là quy tắc có thể áp dụng do cả cuộc đời của các bạn. Nhiều khi các bạn không biết thế nào dừng lại đâu. Và có một cái có câu thành ngữ là gì? Kẻ tốt hơn là kẻ thù kẻ tốt. Các bạn như thế. Ví dụ ra rồi tay nong thầy. Chúng ta nong thế là cũng ok rồi. Bây chúng ta thấy mà nó hơi hẹp chút, chúng ta dùng máu lực cao chúng ta nong nữa ra phát nó vỡ mạch vành. Thì đấy là cái tốt hơn là kẻ thù kẻ tốt này như vậy. Và quan trọng là biết điểm dừng. Và luôn luôn có độ tập trung cao nhất khi tiến hành can thiệp. Và bác sĩ can thiệp thì là người chỉ huy, chúng ta phải có một sự quan sát rất là rộng. Và không chú ý chỉ huy những vận kỹ thuật. Rồi không quan sát tình trạng của bệnh nhân. Mà nhiều khi bệnh nhân rơi vào tai biến rồi chúng ta không phát hiện ra. Và điều rất quan trọng nữa là chúng ta nên học những sai sót của người khác. Chính vì vậy hiện nay có các hội nghị về biến chứng. Nên các bạn đã tham dự rồi đúng không ạ? Năm 2017 hội nghị biến chứng của châu Á tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và hội nghị biến chứng thường niên tổ chức tại Thụy Sĩ và hội nghị 3C tại Mỹ, thì nơi đấy là các bác sĩ can thiệp trao đổi với nhau các biến chứng và cách xử lý, và chúng ta cũng học hỏi rất nhiều từ những cái sai lầm của người khác và từ đó rút kinh nghiệm chúng ta. Và điều rất quan trọng nữa là gì? Nếu có vấn đề xảy ra thì chúng ta cứ bình tĩnh xử lý thôi. Và nếu chúng ta giải quyết được chúng ta giải quyết, không giải quyết được thì không phải lo lắng gì cả. Và theo lời của Đạt Đại Ma nói gì, chúng ta phải dùng tĩnh khắc chế động. Bác sĩ can thiệp phải bình tĩnh, tức là gì, khi có biến cố xảy ra chúng ta hãy sức bình tĩnh để xử lý, phát hiện ra biến chứng sớm và xử lý thì tự dưỡng nhé và không được dối. Đấy là điều quan trọng nhất khi chúng ta tiến hành can thiệp và phát hiện sớm biến chứng cho bệnh nhân.